Em Vị xin chào tất cả các anh chị em nuôi tôm mình. Thì hôm nay cùng đi thăm tôm ao dèo quý vị nha. Thì hiện tại ao dèo này được 19 ngày, khoảng 2 ngày nữa thì tiến hành sang tôm. Hiện tại dèo ở mật độ cao nên cũng có một vài, nó rớt một vài cục thịt. Thì chúng ta dèo mật độ cao thì không thể nào tránh khỏi được những cái chuyện này. Thì như anh chị thấy thì tôm hôm nay đã rất khỏe rồi. Sau khi tiến hành soi ruột gan trên kính hiển vi thì những kết quả cho kết quả rất là tốt. Thì khoảng 2 ngày nữa thì sẽ tiến hành sang cái mẻ tôm này qua. Thì ao này thì đang dèo với số lượng là 11 bạn tiền, cộng thêm khuyến mãi nữa thì khoảng cỡ 15 bạn. Và hiện tại thì ruột gan tôm đang rất là tốt rồi, như các anh chị có thể thấy. Thì các tham số môi trường đều ổn, pH hiện tại thì nằm khoảng 80, kiềm là 140, canxi thì khoảng 400 và magie là 1200. Đó là những thông số rất là ok rồi. Như chị thấy thì tôm ruột gan rất là khỏe. Các anh chị cần một chia sẻ kinh nghiệm về trong cái quá trình dèo tôm thì hãy comment phía dưới video, Việt sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn để làm sao chúng ta có một mẻ dèo tôm thật là tốt để sau khi sang qua thì tôm khỏe và nhanh bung. Hãy kết nối với Việt để chúng ta cùng nhau chia sẻ và cùng nhau thành công. Yes.